Ngay sau đây, một bài hát có thể là nó nằm trong tiềm thức của rất nhiều khán giả và nhiều thế hệ qua. Có thể một số quý vị chưa bao giờ biết được chuyện tình có thật trong bài hát này. Cách đây khoảng chừng 50 năm, có một nữ ca sĩ rất đẹp người và rất tài năng, được mọi giới yêu thích, từ giới quan chức cho tới văn nghệ sĩ cũng đều yêu cô ta. Trong đó ông Nhật Trường là người đem lòng yêu cô ta, và cô ấy cũng đáp lại tình cảm đó. Nhưng mà rất xui cho ông Nhật Trường là sếp của ông Nhật Trường là ông Tướng Vĩnh Lộc cũng yêu cô này. Và ông ký một tờ giấy cho ông Nhật Trường đi lên Pleiku ngay lập tức để tránh xa cô này ra. Và ông Nhật Trường sợ quá mới đem cô này gửi cho chú Long Phương, nói là Phương ơi, dắt đi trốn giùm. Và chú Long Phương nhận nhiệm vụ dẫn cô ấy ra Vũng Tàu trốn. Ra tới ngoài hai người đó là yêu nhau luôn. Là một lần xui trong Nhật Trường nữa. Và họ đã viết lên một bài hát rất tuyệt vời. Và trong bài hát đó có ghi một câu là: ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, ngày chính là Nhật, dài chính là Trường. Người xưa người ta chơi chữ rất là tuyệt vời, đã gắn tên của Nhật Trường vào trong cuộc tình của họ. Đây là chuyện có thật 100%, bởi vì là Hưng biết rất là nhiều chuyện của văn nghệ sĩ từ nhiều thế hệ qua. Vì mẹ nuôi của Hưng chính là bà Nam Trân, nữ hoàng truyền hình tại Oricotti. Nên biết rất là nhiều chuyện đó. Và bảo chính là người vợ không bao giờ cưới của Nhật Trường. Nên là chị Hưng kể là chuyện có thật 100%. Bây giờ mời quý vị lắng nghe bài hát đó sau đây. Vâng, bài hát phía sau là bài hát không bao giờ phát hành, gửi tặng quý vị đêm nay luôn.